Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với lại channel của mình. Thì lâu rồi mình cũng không có làm vlog. Thì hôm nay nhân tiện mình sẽ đi cắm trại với em họ của mình, thì mình sẽ làm vlog cho mọi người coi. Thì giờ mình đang trên đường đi. Thì giờ mình trên đường đi thì khoảng trên Google Maps thì nói là 1 tiếng 21 phút nữa thì mới tới nơi. Mình tại vì bây giờ thì rất là giờ là 4 giờ rưỡi chiều, thì nó hơi là kẹt xe chút xíu. 5 rưỡi chiều thì giờ này là giờ cao điểm bên này nên nó rất là kẹt xe. Đó. Nói chung là không đến nỗi, trên đường này không đến nỗi, chưa đến nỗi, nhưng mà nói chung là nó sẽ làm cho chuyến đi của mình chậm trễ hơn chút thôi, nên bởi vậy mọi người, để mình tới đó là mình sẽ quay cho mọi người coi. Đây là thằng em họ của mình đi chung với mình hôm nay. Thì tụi mình mới tới chỗ cắm trại của tụi mình. Thì giờ cũng 7 giờ hơn rồi. 7 giờ hơn. Thì tụi mình đang tính đi ra quay cho mọi người coi cái. Tại vì cũng sắp tối rồi, mặt trời sắp xuống rồi. Và sẽ quay cho mọi người coi. Rất tiếc là hôm nay không thể quay cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn là sunset đúng không? Mặt trời xuống là hoàng hôn đúng không? Hoàng hôn cho mọi người coi. Tại vì hôm nay trời hơi bị mây nên không thể thấy mặt trời. Nhưng mà giờ 7 giờ hơn rồi, 7 giờ hơn thì giờ mình sẽ ra lên đỉnh để mình quay cho mọi người coi. Đi thôi nào. Đâu mẹ, có tuổi cái đó đi ngủ. Tới ngủ. Cho mấy vụ sẽ đem vào lớp. Thì đây, mình đứng trên đây là mình sẽ thấy được toàn cảnh luôn nha mọi người. Toàn cảnh luôn. Biển từ bên này qua tới bên kia. Hoàn cảnh rất là đẹp. Thì mình cũng xin lỗi nói trước là ở chỗ này nó hơi gió nên và cái microphone của mình bị hư. Thì có thể nghe tiếng gió hơi nhiều nên mọi người cũng thông cảm cho mình. Tại vì cái microphone của mình bị hư. Thì đây, mình sẽ quay toàn cảnh cho mọi người coi. Rất là gọi là thơ mộng nha mọi người. Nếu mà ai mà anh chị em nào mà có bạn trai bạn gái đó, lên đây dẫn lên đây là thích ý luôn. Vừa ngồi đây mà ngắm hoàng hôn xuống là cái gì rất là lãng mạn, lớn mật luôn đó mọi người. Đó, thì bây giờ mình cũng đi vòng vòng quay cho mọi người coi thôi. Nói chung là trên này thì giờ này cũng không có đến nỗi lạnh, nhưng hơi gió nên cũng thấy hơi phê. Đó, người thấy không, rất là đẹp, quá trời đẹp luôn. Thì đây chỉ là một cái đồi thôi đó, mọi người hay lên đây chơi, ngồi chơi picnic rồi ngắm cảnh là số 1 luôn á. Bây giờ thì tụi mình mới về lại cái chỗ của tụi mình. Thì bây giờ mình sẽ lấy đồ trong xe ra và bỏ và set up mọi thứ. Thì giờ mình sẽ bỏ tham lát cho mọi người coi nha. Ok.
Thì giờ cơm trại thì chỗ nào nó như chỗ nào, nhiều chỗ này cũng nhiều mũi như những chỗ khác, thì bây giờ mình sẽ đốt một gọi là một nhóm lửa chỗ này để vừa sưởi ấm mà vừa đuổi mũi đi. Thì bên này á là củi là một là mang từ nhà đi, hai là phải mua tại vì ở vòng đây người ta cấm kiểu mà chặt cây chặt đồ á. Thì đây mình có mua một thùng này là cũng 10 đô. Thì giờ mình sẽ đốn củi cho nó gọi là ấm xíu, nhưng mà cái hai anh em mà nó hơi lạnh. Ok, thì hai đứa mình mới dọn dẹp vô, bật được cái lửa bên này rồi. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp ra. Đây là những con cua hôm qua tụi mình, hai đứa mình đã câu. Đây, nhìn rất là bắt mắt đó. Show cho mọi người coi kìa đó. Đó, thì mình đã nấu trước ở nhà rồi. Thì hôm nay mình lên đây là giờ là chỉ là ăn chơi trước thôi. Ăn chơi uống bia, miếng bia trước trước khi mình cái là mình có steak nữa, mình có bò nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn cái này trước rồi đợi tí nữa mình sẽ ăn mấy cái bò này sao. Bây giờ mình ăn trước nha. Vô mọi người, vô. Chắc muốn tiêu đấy, chị bằng thêm miếng chanh đi. Chanh nhiều quá. Vô nha. Quên mang cái đồ bóp cua. Bóp. Bóp cho bà. Sẽ ăn khỏe. Sao ăn thì có cảm giác không biết. Giá gì? Nếu mà mình có cái nước chấm ra nó thịt. Ngon chứ cái nào mà. Thì bên này tụi mình mới học được một cái gọi là bí quyết làm muối muối chanh xanh đó mọi người. Thì hôm nay mình không có thời gian để làm, thì lần sau mình câu mình sẽ làm. Mình mới học được của anh Huệ, một người anh rất thân của hai đứa. Lần trước về Việt Nam mình được ăn cái muối chanh đó mà mình ghiền luôn á. Và lấy bánh đa mà chấm muối chanh xanh thôi cũng đủ ngon rồi, không cần cái gì hết. Là biết cái muối nó ngon cái nào không? Mà trời trời giờ mà có cái muối đó trời. Nhiều chanh rồi đúng không? Nó thiếu muối nè. Trừ ấy luôn, ăn em. Thật sự ăn này không cần à, không cần muối cho nhanh luôn á, ngọt. Ăn không cũng còn ngon nữa. Ngon, tươi. Trời. Hơi bị ngon. Cái này mình mở cái nít ra thế này. Ừ. Mở dây ra quá. Không, người này mở. Ồ, con này có nhiều gạch chưa? Ừ. Này gạch nè. Ừ, này gạch á. Nó này. Một tác phẩm. Rất là ngon mọi người. Cô này gạch rất là nhiều. Tôi mấy con này á, nó không to, mà thịt nó đầy. Chứ nhựa quá. Nhựa mình mua trong chợ mà em. Nhiều con á, mà nhỏ to, mà thịt nó lép lắm. Còn cua rất là con... nhiều mọi người. Cua này là rất ngon. Ngon nhau. Quá trời ngon. Cái thân này ăn cái gì trời? Ăn chứ. Hứa ăn thân à. Trời, mình mới hút cái nước trời nó ngọt. Má ơi. Đây. Mặc dù cái càng đúng không, mình quay cho bạn mọi người coi mấy cái càng đó không, đầy thịt luôn à, đó đầy thịt luôn. Thì để mình nói sơ cái chỗ cắm trại này qua cho mọi người biết, thì cái cắm trại chỗ này á, thường á mà ngày cuối tuần á thì mọi người phải đặt giống như là mấy tháng trước á mới có, thợ nhiều lúc không có luôn á, cuối tuần chỗ này người ta đi đông, nhưng mà mình đi ngày thường nên là nó dễ đặt chỗ hơn. Có vẻ như hôm nay cũng đông ha. Hả? Hôm cũng đông rồi. Ừ. Thì mặc dù là ngày thường nhưng mà bên cạnh mình là cũng có người đi nè, đối diện mình cũng có mấy người đi nè. Nói chung đi người ta đây này, người ta khoái đi mấy cái chỗ này là yên tĩnh á, thoải mái nên người ta đi đông lắm. Với lại chỗ này cũng là một chỗ nổi tiếng á, nên là ai cũng muốn đặt cái chỗ này. Hồi trước mình
với đám gọi là giới trẻ cũng đi chỗ này một lần, cũng phải đặt cả mấy tháng, cả nửa năm á mới có cái chỗ này. À là cái chỗ mình đang ngồi đây, cái cũng cũng khu này, nhưng mà phía bên kia thì nó có gọi là cái cho giới trẻ, cho giống như là gọi là một group á, một số lượng lớn, số lượng lớn á, đúng rồi. Thì nó có một chỗ khác, thì chỗ đó nó đẹp hơn, không phải đẹp hơn mà nó rộng hơn thôi, nó rộng tại vì thường là mỗi khu mình đi có 2-3 người thì nó nhỏ xíu thôi, nó đủ vừa đủ cho mỗi người ngồi thôi, còn nếu mà đi số lượng lớn à phải có đường nhậu rồi, vô à, vô nha. Theo cảm nhận của mình á thì cái này gọi là một phần của hang giả, chứ còn nếu nói mà đúng là hang giả nói này rồi. Chưa hang giả nào không? Đúng rồi, nói đúng hang giả là hang giả là sao, có nghĩa là một cái nơi mà giống như không có con người sinh sống. Cái gì mình hang cũng... hang giả là cái chỗ mà xe đi vô không được. Đó, nói chung là vậy, mà phải đi bộ vô, đi bộ vô khoảng mấy cây á đó. Xong rồi đồ ăn là mình phải tự vác vô đó, mình sức mình mà vác được nhiều thì mình ăn ngon, còn người khác mình không vác được nhiều thì ăn bình thường thôi. Mà thường mấy người đi ta đi người ta không ăn ngon, ta ăn thường thì ta có gì ăn đấy, thường là mấy đồ ăn nhanh á, dễ ăn. Nhanh không? Wow, nước à, nước quá trời luôn à. Mấy con mà mình to to cái này người chút xíu người có chút xíu à, chút bẹo rồi làm bánh mì. Bánh mì đi. Có đũa mà đó, có đũa thì tất trời tao chuẩn bị cốc sen đó rồi. À, không thiếu, không thiếu gì, không thiếu gì luôn á. Hảo hảo Việt Nam. Mặc dù qua Mỹ nhưng vẫn còn hảo hảo. Hảo hảo. Morning mọi người, thì mình cũng dậy hơi khá lâu rồi, nhưng mà mình nấu đồ ăn và đã ăn sáng xong. Thì vì hôm qua mình không có nói nhiều về cái chỗ mà mình ở, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chỗ mà mình ở cho mọi người coi nha. Thì thường ở chỗ cắm trại nào nó cũng vậy, nó cũng sẽ có một hai cái bàn giống như vậy để cho mình như làm đồ ăn hoặc là ngồi ăn trên, và một chỗ trống, đất trống như vậy nè để mình có thể bỏ lều của mình. Và chỗ bạn anh thì thường nó có một cái thùng giống như một cái tủ vậy á, thì để mình để đồ ăn vô để cho giống như qua đêm á thì thú nó hay tới nó ăn đồ ăn của mình á, thì để trong trống thì nó sẽ không ăn đồ của mình đó. Và đây thì hôm qua mọi người cũng thấy thì nó có cái chỗ để đốt lửa, thì bên này á nó không có cho đốt bất cứ, giống như nó không có, không có phải là chỗ nào cũng đốt được, mà nó phải có một cái chỗ riêng của nó để đốt. Tại vì bên này cái nạn cháy rừng nó xảy ra rất là nhiều, nên bây giờ người ta nói là không được đốt lửa ở ngoài, mà chỉ được đốt trong cái chỗ nhỏ, cái giống như cái lò của nó thôi, chứ không có được đốt ở ngoài. Thì đó, thì nói chung là chỗ nào nó cũng như chỗ nào, mặc dù thì nếu mình lớn hơn thì nó cũng chỉ là có nhiều bàn hơn là trên rộng hơn thôi, chứ còn thường thì chỗ nào nó cũng có những cái gọi là cái setup dạng như vậy, giống như một cái bàn, một cái tủ và lò nướng, lò sưởi gì đó. Và chỗ rộng, chỗ nhà mình bỏ lều của mình đó, thì không, mọi người thấy không, xung quanh nhỏ xíu vậy thôi, không lớn lắm, nhỏ xíu thôi, nhưng mà rất là vui. Giống như đi này là gọi là đi để xả stress đó mọi người đó. Thì như là sáng giờ là tụi mình chỉ cứ ngồi đó, ngồi và gọi là hưởng thụ cái là cái không khí trong lành của nơi này, và ngồi là sao thả mình vào gió vậy. Rất là vui. Thì nếu mà người có cơ hội thì nên đi cho biết, nên đi để cảm nhận được nó nhìn như thế nào đó. Ok, thì giờ tụi mình đã xong, giờ tụi mình sẽ dọn dẹp hết và đi về. Thì dọn dẹp hết nào, đi.
Ok, thì giờ mình đã dọn dẹp xong rồi, bây giờ sạch sẽ. Và bây giờ mình sẽ đi về. Coi như là kết thúc một cuộc đi cắm trại thật là vui vẻ. Ok, thì nếu mọi người thích và enjoy thì nhớ like cho mình và nhớ comment ở dưới nha. Và nhớ subscribe và share cho mọi người đều coi nha. Các mọi người, mình sẽ gặp mọi người sau lần sau. Ok. Peace.